Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức giàu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Anh chị em, chúng ta tiếp tục với thời giờ phước hạnh mà VBC Houston của chúng ta đã đề ra. Đó là mỗi lần chúng ta nhóm nhau lại, chúng ta có những phước hạnh, có những sự dạy dỗ nào Chúa Ngài đang cho chúng ta trải nghiệm Chúa. Hãy lầm chứng lại, hãy nói lên điều Chúa làm cho mình. Bởi vì nó sẽ mở cho chúng ta thêm nhiều cánh cửa của những phước hạnh khác. Khi chúng ta có nhu cầu, chúng ta cầu nguyện, Chúa đáp lời, chúng ta được phước hạnh, thì chúng ta cần trở lại cảm tạ ơn Chúa. Nên anh chị em nếu có những lời làm chứng, xin đi xuống ở dòng bình luận để chúng ta có thể cùng nhau hiệp lòng để chúng ta dâng lên Chúa lời cảm tạ vì những gì Chúa Ngài đã làm cho chúng ta. Cảm ơn Chúa buổi tối hôm nay. Thưa mọi anh chị em, chúng ta sẽ suy nghĩ phần thứ hai của bài học Cơ Đốc Nhân Đắc Thắng dựa trên việc tiếp nhận và mở rộng sự tha thứ. Tuần rồi chúng ta đã học về Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng giàu lòng thương xót hay tha thứ, chậm nóng giận nhưng mà hay làm ơn đó. Chúng ta cảm ơn Chúa vì Đức Chúa Trời của chúng ta là Chúa toàn năng, biết hết tất cả mọi sự trong đời sống của chúng ta. Nhưng Ngài yêu chúng ta đến độ Ngài sẵn sàng để ban cho chúng ta sự tha thứ của Ngài. Bây giờ như vậy chúng ta được phục hồi, mối liên hệ chúng ta với Chúa là được mắc lại. Bởi ơn của Chúa chúng ta được đắc thắng ở trong ơn của Chúa. Hôm nay chúng ta học phần thứ nhì có liên quan đến việc Đức Chúa Trời tha thứ chúng ta một cách dồi dào. Ngài tha và xóa hết tội lỗi của chúng ta. Thì nó liên quan đến việc tha thứ cho những người lân cận của chúng ta. Hình phần số 45 anh chị em có ở trong tài liệu được gửi ra cho anh chị em. Đó là việc tha thứ cho người khác quan trọng như thế nào đối với chúng ta. Việc tha thứ cho người khác quan trọng như thế nào đối với chúng ta. Thì chúng ta thấy Chúa Giê-xu chỉ ra rằng chúng ta không có quyền lựa chọn trong vấn đề tha thứ cho người khác. Cơ Đốc Nhân có bổn phận tha thứ như Mác chương 11 câu 25 mà chúng ta đã đọc khi nãy. Khi các con đứng cầu nguyện, nếu có chuyện bất bình với ai thì hãy tha thứ, để cha các con ở trên trời cũng tha thứ những vi phạm của các con. Chúng ta thấy cụm từ nếu có chuyện bất bình với ai. Điều này bao gồm rất nhiều. Chúa Giê-xu dạy chúng ta rằng sự tha thứ của chúng ta dành cho người khác là điều kiện để chúng ta được sự tha thứ của Đức Chúa Trời. Ngài đưa giáo huấn này vào trong bài cầu nguyện mà Chúa dạy ở trong Ma-thi-ơ chương 16 câu số 12 ghi lại cho chúng ta: xin tha tội cho chúng con như chúng con đã tha những kẻ có lỗi với chúng con. Ở trong nguyên tác và trong bản hiệu đính cũng như các bản tiếng Anh thì chúng ta thấy chữ như chúng con đã tha. Ở đây một cái điều kiện mà chúng ta dâng lên cho Chúa, giao cho Chúa, đó là xin Chúa tha thứ cho chúng con như cách chúng con đã tha thứ cho người khác. Như vậy thì quan trọng lắm. Cái việc chúng ta tha thứ cho người khác thì chúng ta được Chúa Giê-xu dạy để nhắc chúng ta luôn, đó là chúng ta phải giàu lòng tha thứ. Vì khi chúng ta đến trước mặt Chúa, chúng ta phải có một tấm lòng trong sạch, một lương tâm đã được rửa bằng nước trong, để chúng ta có thể đến gần Chúa. Tội lỗi của chúng ta được Chúa Ngài tha thứ, mà chúng ta rời rộng tha thứ cho những người lân cận của chúng ta. Đó là quy tắc bất biến. Theo đó Chúa Ngài ban phát sự tha thứ. Chúng ta để ý đến đây, kẻ đến ở trước mặt Ngài mà không sẵn lòng tha thứ, nhưng nuôi dưỡng những ý tưởng đen tối trả thù, thì làm sao có thể mong đợi rằng Đức Chúa Trời sẽ bày tỏ lòng thương xót mà họ không muốn bày tỏ cho người khác. Rất là quan trọng. Thứ hai, Ngài nhấn mạnh lại điều này nhiều lần. Không phải Chúa chỉ dạy một lần trong hoàn cảnh đặc biệt nào đó, nhưng mà đây là điều Chúa Ngài muốn trở nên lối sống của chúng ta. Ở trong Ma-thi-ơ chương 6 câu 14-15, nếu các con tha lỗi cho người ta thì cha các con ở trên trời cũng sẽ tha thứ cho các con. Nhưng nếu các con không tha lỗi cho người ta thì cha các con ở trên trời cũng sẽ không tha thứ cho các con. Điều kiện liên lạc giữa sự tha thứ của Đức Chúa Trời và việc chúng ta tha thứ cho người khác. Luca chương 6 câu 35-37, nhưng các con hãy yêu kẻ thù mình, hãy làm ơn, hãy cho mượn mà đừng mong trả lại. Như vậy phần thưởng của các con sẽ lớn và các con sẽ là con của đấng chí cao, vì Ngài lấy lòng nhân từ đối đãi người vô ơn và kẻ độc ác. Hãy thương xót như cha các con hãy thương xót. Đừng xét đoán ai thì các con sẽ không bị xét đoán. Đừng lên án ai thì các con sẽ không bị lên án. Hãy tha thứ thì các con sẽ được tha thứ.
Và ước gì chúng ta để những điều này ghi khắc ở trong tấm lòng chúng ta, để những điều này nằm ở trong lòng của chúng ta, để chúng ta nhận biết được rằng Chúa rất muốn chúng ta tha thứ. Vì có những lý do mà Ngài muốn chúng ta tha thứ, và Ngài cũng muốn chúng ta tha thứ cho những người lân cận của chúng ta theo cách mà chúng ta đã nhận sự tha thứ từ nơi Chúa. Chúa Giêsu Ngài cũng dạy rằng chúng ta phải nhanh chóng tha thứ khi những người xúc phạm chúng ta họ ăn năn. Ở trong Luca chương 17 câu 3 cho đến câu số 4: các con hãy giữ lấy mình. Nếu anh em con phạm tội, hãy quở trách. Nếu họ ăn năn, hãy tha thứ. Dù trong một ngày anh em con phạm lỗi với con 7 lần và 7 lần trở lại cùng con mà nói tôi ăn năn, thì con cũng phải tha thứ. Phải, đây là một điều rất khó. Một lần đã khó cho chúng ta rồi, nhưng mà Chúa nói nếu trong cùng một ngày mà những người phạm tội hay là làm những điều nghịch lại với chúng ta, mà họ đến và họ trở lại cùng với chúng ta mà rằng tôi ăn năn, thì Chúa bảo chúng ta phải tha thứ. Lời khuyên này của Chúa dường như quá dễ và quá nhanh chóng, và các anh chị, vì thường thì chúng ta nghĩ chắc chắn chúng ta cần phải làm cho người đó đau khổ thêm một chút, vì tất cả những gì họ đã làm cho chúng ta quá lớn, quá khó khăn. Chắc chắn chúng ta cũng muốn làm cho họ chờ đợi sự phán xét của chúng ta, hay là chúng ta tha thứ cho họ như thế nào. Cuối cùng thì chúng ta thấy rằng chúng ta dường như có một cái điều kiện, đó là hãy đợi đã, hãy chờ đợi. Nhưng mà anh chị em, đó có phải là cách mà chúng ta muốn Chúa tha thứ cho chúng ta không? Chắc chắn là không. Chúng ta muốn Chúa nghe tha thứ cho chúng ta tất cả, tha thứ chúng ta tức thì, tha thứ cho chúng ta hoàn toàn. Thì chúng ta cần phải học tha thứ như cha chúng ta đã tha thứ cho chúng ta. Chúa Giêsu dạy rằng chúng ta phải tha thứ mà không cần giữ sổ. Nhưng mà Ma-thi-ơ chương 18 câu 21 đến 22, Chúa Giêsu vừa nói xong về những cái tội lỗi của hội thánh địa phương và cách để giải quyết chúng, thì Ma-thi-ơ chương 18 câu 21 đến 22, chúng ta thấy trong Ma-thi-ơ chương 18 thì Chúa dạy khi một người phạm tội mà mình biết, thì mình đến mình nói chuyện với người đó. Nếu người đó ăn năn, mình được người đó lại. Nếu người đó không ăn năn, mình đưa ra với các trưởng lão, cùng với các trưởng lão đi đến nói với người đó. Nếu người đó không ăn năn nữa, thì chúng ta mới đưa ra giữa hội thánh. 3 bước để đảm bảo có sự ăn năn, có nhân chứng đầy đủ, để trước khi chúng ta đưa ra giữa hội chúng. Để chúng ta thấy Chúa Ngài dạy, và cái cách để giải quyết một cách rất là tốt đẹp như vậy. Thì câu 21 đến 22, lúc ấy Phi-rơ đến gần Đức Giê-xu và hỏi: thưa Chúa, nếu anh em con phạm lỗi với con thì con sẽ tha thứ cho họ mấy lần? Có phải đến 7 lần chăng? Ngài đáp: ta không nói với con chỉ là 7 lần đâu, nhưng là 70 lần 7. Tôi tin rằng trong luật của người Do Thái thì họ tha thứ lên đến 3 lần. Ở đây chúng ta thấy sứ đồ Phi-rơ, ông làm gấp đôi rồi cho thêm một điều nữa cho nó thành ra trọn vẹn, vì số 7 là số trọn vẹn. Nhưng mà không ngờ Đức Giê-xu Ngài bảo cái sự tha thứ phải là liên tục và nhiều lần. Đây là một điều mà chúng ta thấy khiến cho trong bối cảnh này các môn đồ đã nói là: Chúa xin thêm đức tin cho chúng con. Xin Chúa Ngài ban phước để chúng ta cũng sẽ có thái độ nữa là: Chúa xin thêm đức tin cho chúng con. Vì tôi biết anh chị em, tha thứ là một điều rất khó, nhưng vì chúng ta biết lợi ích của nó, vì chúng ta cần sự tha thứ của Chúa Cha trên trời, chúng ta phải học tha thứ. Mặc dù khó, nhưng đây là một bài học lợi ích cho chúng ta rất nhiều. Thực tế, nếu chúng ta tha thứ theo cách mà Chúa Giêsu dạy chúng ta tha thứ, thì chúng ta không thể theo dõi số lần những hành vi phạm tội đã xảy ra. Khi chúng ta tha thứ cho ai đó, danh sách sẽ bị xóa và chúng ta quay trở lại với số 1, như là họ chưa bao giờ phạm tội và họ đến với chúng ta lần đầu tiên. Khi chúng ta tha thứ, chúng ta không có hành vi vi phạm tội nào vào một cái nơi an toàn, để rồi tương lai chúng ta sẽ lôi nó ra lần nữa nếu cần. Chúng ta phải đốt sổ nợ. Đây là điều mà Chúa Ngài dạy chúng ta. Chúa Giêsu dạy rằng việc tha thứ cho người khác không phụ thuộc vào việc làm là họ có xin chúng ta tha thứ hay là không. Chúa Ngài dạy chúng ta trong khung cảnh khi các con đứng cầu nguyện: nếu có chuyện bất bình với ai thì hãy tha thứ.
để Cha các con ở trên trời cũng tha thứ những vi phạm của các con. Đây là việc mà chúng ta làm vì Chúa Ngài nhìn thấy. Đây là việc chúng ta làm vì chúng ta cảm ơn Chúa vì sự tha thứ của Ngài. Và chúng ta vâng lời Chúa để chúng ta tha thứ. Chúa Giêsu đã chứng minh điều này ở trên thập tự giá. Ở trong Luca chương 23-34, bây giờ Chúa Giêsu nói là Cha xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Rồi một môn đồ nữa mà tôi tin rằng là người môn đồ mà Chúa rất là vừa ý, vì đã học bài học mà Chúa muốn dạy cho tất cả chúng ta một cách rất là chính xác ở trong một hoàn cảnh tương tự như Chúa Giêsu đang ở trên thập tự giá. Ê-tiên thì ông bị ném những hòn đá vào đầu ông, vào mặt của ông, vào người của ông, đến độ ông chết vì trận ném đá này. Nhưng mà Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta, ông quỳ xuống và kêu lớn tiếng là Chúa xin đừng buộc tội cho họ. Và khi ông nói điều này xong, ông ngủ, ông qua đời, ông nhắm mắt, ông tắt hơi. Đây là một điều mà chúng ta thấy trong ơn của Chúa. Nếu một con người không phải là Đức Chúa Giêsu mà là Ê-tiên có thể làm được, thì chúng ta cũng có thể làm được. Chúng ta nhớ Ê-tiên là người đầy dạy Đức Thánh Linh, có sự khôn ngoan, và là người có cái tiếng tốt. Để xin Chúa Ngài cho để khi chúng ta có sự đầy dạy Đức Thánh Linh, khi chúng ta có được sự khôn ngoan từ nơi Chúa, chúng ta thấy rằng cái giá của việc chúng ta ôm ấp những cái tội lỗi, những cái điều người khác phạm với chúng ta, nó không xứng đáng chút nào so với lại sự tha thứ dồi dào của Chúa mà chúng ta có thể nhận được. Xin Chúa Ngài ban phước cho chúng ta. Chúng ta không cần phải đợi đến khi cảm thấy thích thì chúng ta mới làm. Tôi tin rằng không ai thích tha thứ. Tôi tin chắc rằng cả Chúa Giêsu và Ê-tiên đều không cảm thấy muốn tha thứ vào thời điểm đó. Nhưng mà Chúa Giêsu Ngài chọn làm theo ý của Chúa Cha. Ê-tiên ở đây chúng ta thấy ông chọn tha thứ cho những người này vì thật sự họ không biết. Ông giảng tin lành của Chúa cho họ để cứu họ, để họ được sự sống đời đời. Nhưng mà chúng ta thấy rằng họ đã tấn công ông một cách hết sức là tàn bạo như vậy. Và đây là một cái sự hiểu biết vượt quá hoàn cảnh trước mắt. Trong trường hợp của Ê-tiên đây là một hoàn cảnh rất khó. Anh chị em hình dung người ta liên tục ném những hòn đá như vậy vào trong người của mình, ông vẫn có thể tha thứ được. Chúng ta tha thứ vì chúng ta là những người luôn ý thức rằng chúng ta là đối tượng của sự tha thứ mà chúng ta hoàn toàn không xứng đáng. Đây phải là điều chúng ta cũng nhớ luôn trong đời sống của chúng ta. Chúng ta cũng tha thứ vì khi không tha thứ chúng ta tiếp tục sống ở trong sự dằn vặt. Chúng ta tiếp tục ở trong sự đau khổ. Chúa Giêsu Ngài đã dạy rằng nếu chúng ta không tha thứ, chúng ta sẽ lãnh hậu quả tiêu cực. Đây là một số điều tiêu cực mà chúng ta có thể thấy tại đây. Thứ nhất là lời cầu nguyện của chúng ta sẽ bị cản trở. Trong Mác chương 11 câu 25, khi các con đứng cầu nguyện, nếu có chuyện bất bình với ai thì hãy tha thứ, để Cha các con ở trên trời cũng tha thứ những vi phạm của các con. Vì chúng ta cần sự tha thứ của Chúa, thì xin Chúa Ngài cho chúng ta sẵn lòng tha thứ để lời cầu nguyện của chúng ta không bị cản trở. Ân tứ, chức vụ, những điều chúng ta phục vụ Chúa sẽ trở nên vô hiệu quả nếu chúng ta không tha thứ. Ma-thi-ơ chương 5 câu 23-24, vì vậy khi con đem lễ vật dâng nơi bàn thờ. Ở trong nguyên tác thì chữ lễ vật ở đây cũng như là sự ban cho của Đức Thánh Linh là cùng một gốc chữ. Chợt nhớ đến anh em của mình đang có điều gì nghịch với mình. Câu 24, hãy để lễ vật trước bàn thờ trở về giải hòa với anh em trước đã, rồi hãy đến dâng tế lễ. Đức Chúa Trời không nhận những món quà của chúng ta trừ khi chúng ta hòa thuận với nhau. Nếu chúng ta vẫn tiếp tục tiến đến, chúng ta ca hát, chúng ta dâng của lễ ở trước mặt Chúa trong sự thờ phượng và tại đền thờ, thì chúng ta biết rằng tất cả điều đó sẽ không đến với Chúa. Bởi vì việc chúng ta cố chấp không tha thứ cho người lân cận của mình, ngăn trở và khiến cho sự phục vụ của chúng ta, hầu vì Chúa của chúng ta trở nên vô hiệu quả. Thứ ba, Chúa sẽ rút lại sự tha thứ của Ngài. Ở trong Ma-thi-ơ chương 18 câu số 35, nếu mọi người trong các con không hết lòng tha thứ anh em mình thì Cha ta trên trời cũng đối xử với các con như vậy. Một điều mà chúng ta thấy Chúa Giêsu nhấn mạnh ở tại đây và chúng ta thấy rất nghiêm trọng, vì nếu
mỗi người trong các con không hết lòng tha thứ anh em mình, thì cha ta ở trên trời cũng đối xử với các con như vậy. Thứ tư, tội lỗi của người khác sẽ không được tha thứ. Họ sẽ tiếp tục ở trong sự cầm buộc, trừ trường hợp chúng ta phóng thích họ. Giăng chương 20 câu 23 lời Chúa chép: nếu các con tha tội cho ai thì tội của người ấy sẽ được tha, nếu các con cầm tội ai lại thì tội của người ấy sẽ bị cầm lại. Chúa trao cho chúng ta một cái chìa khóa khác nữa, một đặc ân, đó là nếu chúng ta tha thứ thì người đó sẽ được tha thứ, mà nếu chúng ta cầm tội của họ trở lại thì người ấy sẽ bị cầm lại. Cô-rinh-tô thứ nhì chương 2 câu số 7: nhưng bây giờ anh em nên tha thứ và an ủi người ấy thì hơn, để người ấy không bị chìm ngập trong sự đau buồn quá mức. Đây là con người mà chúng ta nhớ trong Cô-rinh-tô thứ nhất. Sứ đồ Phao-lô nói rằng cái người phạm tội này thì anh em đừng ngồi ăn chung với người này, phải giao cái con người này cho ma quỷ. Và nói rằng đáng bị rủa xả. Nhưng mà trong Cô-rinh-tô thứ nhì câu 2 và câu 7 này thì chúng ta thấy rằng khi hội thánh của Chúa đã kỷ luật như vậy thì con người này ăn năn, thì anh em lại không chịu tha thứ. Cho nên sứ đồ Phao-lô lại kêu gọi: nhưng bây giờ anh em nên tha thứ và an ủi người ấy thì hơn, để người ấy không bị chìm ngập trong sự đau buồn quá mức. Bởi vì một cái kỷ luật rất lớn khiến cho người này ăn năn. Và đừng để cho cái việc mà người này vẫn ở trong cái việc không được anh em tha thứ đó thì làm cho người này đau buồn quá mức. Đủ rồi, họ đã ăn năn trở lại, họ thánh phải tha thứ. Nói cách khác, kết quả tiêu cực của mối quan hệ căng thẳng sẽ tiếp tục nếu chúng ta không tha thứ. Hội thánh của Chúa sẽ kinh nghiệm được sự vui thỏa trở lại, thì chúng ta lại được thông công với Chúa và với nhau một cách liền lạc. Cá nhân chúng ta sẽ chịu đau khổ và ở trong nhà tù do chính chúng ta làm ra. Đây là một bài học mà Chúa Giê-xu Ngài lấy một ẩn dụ rồi Ngài dạy, và chúng ta thấy có nhiều điều dạy dỗ trong câu chuyện này. Chúng ta trở lại với Ma-thi-ơ chương 18 từ câu 23 cho đến câu số 35. Vậy nên vương quốc thiên đàng ví như một vị vua kia muốn kết toán sổ sách với các đầy tớ của mình. Khi vua bắt đầu soát sổ, người ta đem đến cho vua một người mắc nợ vua 10.000 ta lân. Vì người ấy không có gì để trả nên vua ra lệnh bán người, vợ con và tất cả tài sản để trả nợ. Chúng ta thấy rằng cái hình phạt rất là nghiêm trọng. Ở đây là phải bán cái người đó làm nô lệ nè, rồi vợ con và tất cả tài sản gom lại để trả nợ. Mặc dù phải như vậy đi nữa thì cũng vẫn không đủ, bởi vì 10.000 ta lân thì rất là lớn. Người đầy tớ quỳ xuống van nài: thưa Chúa, xin quản cho tôi thì tôi sẽ trả hết. Vua động lòng thương, thả người ấy về và tha nợ cho. Nhưng chúng ta để ý đến chuyện nhưng này. Nhưng khi đầy tớ ấy ra về, gặp một đồng bạn mắc nợ mình 100 denier, thì tóm lấy cổ và nói: hãy trả hết nợ đi. Bạn quỳ xuống nài xin, xin quản cho tôi thì tôi sẽ trả cho anh. Nhưng người này không chịu, cứ bắt bạn bỏ tù cho đến lúc trả hết nợ. Những đồng bạn khác thấy vậy thì rất buồn, đến thuật lại với vua mọi việc đã xảy ra. Vua truyền gọi đầy tớ ấy đến và nói: hỡi đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi vì ngươi van nài ta. Thế sao ngươi lại không thương xót đồng bạn mình như ta đã thương xót ngươi? Vua nổi giận, giao nó cho cai ngục cho đến khi nào nó trả xong hết nợ. Nếu mỗi người trong các con không hết lòng tha thứ cho anh em mình thì cha ta trên trời cũng đối xử với các con như vậy. Chúng ta thấy vấn đề bị thay đổi. Một cái ân huệ quá lớn, với một cái số nợ quá lớn như vậy mà vua đã tha trọn vẹn. Vì người này xin Chúa quản cho tôi thì tôi sẽ trả hết. Thì vua động lòng thương cho nên thả người ấy về và tha nợ cho. Nhưng mà khi người này trở về, trên đường về gặp một người bạn của mình thiếu mình chỉ có 100 denier, đằng kia thì thiếu bạc triệu. À, tại đây gặp một người bạn chỉ thiếu mình 100 denier, tức là khoảng lương của hơn 3 tháng làm việc của một người. Một ngày, một denier là
Trong thời của Chúa Giê-xu thì bằng một ngày tiền công trung bình của một người đi làm việc. Thì chúng ta thấy rằng người này cũng xin một lời xin tương tự. Xin quản cho tôi thì tôi sẽ trả cho anh. Nhưng người này không chịu, cứ bắt bạn bỏ tù cho đến lúc trả hết nợ. Thì những người khác, những người bạn bè khác đứng thấy điều đó thì trở về báo cho vua. Cuối cùng chúng ta thấy rằng cái lệnh tha trắng, bây giờ thì người này bắt buộc phải trả cái món nợ quá lớn như vậy. Bị vua lấy lại cái quyết định của mình. Và Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta tại đây, bởi vì vua nổi giận rồi giao nó cho cai ngục. Cái chữ ngục ở tại đây là một cái nơi tra tấn hành hạ. Thì chúng ta thấy về thuộc thể người này có thể bị đánh đập, nhưng mà ở trong cái ngục này cũng là một cái chỗ để tinh thần của người này cũng bị tra tấn. Hối tiếc vì mình đáng lý được tha, được trở về với vợ với con, đời sống của mình trở lại bình thường, nhưng mà bây giờ phải ở trong cái ngục mà chính mình tạo ra vì mình không tha thứ. Chúa Giê-xu kể cái ngụ ngôn này với người đệ tử không biết tha thứ này thì có nhiều bài học để dạy dỗ chúng ta. Thứ nhất, chúng ta thấy không có cách nào để chúng ta có thể trả món nợ mà chúng ta mắc phải với Chúa. Không có một cái cách khả thi nào, bởi vì nợ chúng ta nợ Chúa quá lớn. Như người đệ tử này mắc nợ vua quá lớn. Nếu chúng ta nghiên cứu theo Thánh Kinh phong tục thì 10.000 ta lân là một cái số tiền rất là lớn, nhưng mà vua tha bổng. Thứ hai, sự tha thứ mà chúng ta nhận được từ nơi Đức Chúa Trời là hoàn toàn không xứng đáng, vì món nợ của chúng ta là có thật. Chúng ta không xứng đáng chút nào để được Chúa tha thứ, nhưng Chúa bằng lòng tha thứ cho chúng ta dựa trên những gì Đức Chúa Giê-xu đã bằng lòng trả, thay thế cho chúng ta, gánh thay cho chúng ta, để chúng ta được tha thứ. Thứ ba, những gì người khác mắc nợ chúng ta hoàn toàn không đáng kể chi so sánh với món nợ mà chúng ta mắc nợ Đức Chúa Trời. Chúa ngài tha thứ cho chúng ta tất cả nợ tội của chúng ta. Thứ tư, khi không tha thứ cho người khác, chúng ta cho thấy mình thiếu lòng biết ơn chân thành và lòng biết ơn đối với món quà không tả mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Nếu chúng ta biết ơn, có một tấm lòng biết ơn, thì chúng ta sẽ rời rộng tha cho những người thiếu nợ mình với một con số rất nhỏ so với tất cả tội lỗi của chúng ta được Chúa tha thứ cho chúng ta một cách trọn vẹn. Thứ năm, chúng ta thấy Chúa càng bị xúc phạm khi chúng ta không đáp lại lòng quảng đại của Ngài. Chúng ta bị coi là đứa đầy tớ độc ác. Chắc không ai trong chúng ta muốn bị Chúa gọi chúng ta là đầy tớ độc ác. Xin Chúa nghe thương xót và giúp đỡ cho chúng ta. Thứ sáu, khi chúng ta từ chối tha thứ, điều này ngụ ý rằng Chúa sẽ rút lại sự tha thứ của Ngài đối với chúng ta. Chúa Giê-xu dạy ẩn dụ này để dạy chúng ta về điều đó. Cảm ơn Chúa. Khi chúng ta không tha thứ cho người lân cận chúng ta sẽ nếm trái đắng. Như Hebrews chương 12 câu 14, 15 chép: hãy tìm cách sống hòa thuận với mọi người và đeo đuổi sự thánh khiết, vì nếu không thánh khiết thì chẳng ai thấy được Chúa. Hãy cẩn trọng anh chị em, kẻo có ai hụt mất ân điển của Đức Chúa Trời, kẻo rễ đắng đâm ra gây rối và làm ô uế nhiều người trong anh em chăng. Chúng ta thấy chiều hướng lan tỏa ra của sự cải đắng, nó làm ô uế cả hội thánh. Một cái người cải đắng mà không giải quyết thì chúng ta thấy rằng người này sẽ đi đâu gặp ai cũng nói lên cái sự cay đắng của mình trong cử chỉ, trong lời nói. Và lời của Chúa tại đây nói rằng rễ đắng đâm ra đó thì nó gây rối và nó làm ô uế nhiều người trong chúng ta. Xin Chúa tha thứ mà giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta sẵn sàng tha thứ cho những người lân cận chúng ta. Bây giờ từ một cái góc cạnh khác của y khoa, chúng ta thấy được những cái chứng minh về mặt sinh lý và tâm lý khi một người không tha thứ. Thì y khoa cho chúng ta biết rằng một người mà sống ở trong sự cố chấp cay đắng đó thì sẽ bị huyết áp cao, gia tăng mức độ căng thẳng, thái độ thù địch ở trong các mối quan hệ,
tức giận và không khoan dung. Nhịp tim bị tăng, tỷ lệ lạm dụng chất kích thích cao hơn, tức là dùng những cái ma túy, áp phiện hay là rượu mạnh, những thứ chất kích thích, đầy sự lo lắng, dẫn đến trầm cảm, khó phát triển tình bạn một cách lành mạnh. Bởi vì chúng ta như con chim bị ná mà không giải quyết thì chúng ta cứ gặp ai cũng sợ, sợ mình bị đau đớn một lần nữa, thì chúng ta không dám yêu thương nữa. Nhức đầu và ê ẩm, đau nhức thân thể, mãn tính, không có khả năng cam kết với người khác, bởi chúng ta luôn luôn giữ một cái khoảng, giữ một cái khoảng trống để mình có thể chạy trốn vào trong chỗ đó, khiến cho mình không có khả năng để cam kết với người khác. Và điều này nó cũng ảnh hưởng đến hôn nhân của chúng ta, trong mối liên hệ của chúng ta với con cái, là những người thân nhất, những người ở gần nhất của chúng ta. Câu hỏi ở tại đây đó là, đây có phải là nơi bạn muốn sống không? Bạn có muốn sống ở tại một cái vùng đất kinh khủng như vậy không? Nếu không, cậy ơn Chúa hãy tha thứ. Giờ chúng ta sang số 5, La Mã, tha thứ cho người khác có nghĩa là gì? Mở rộng sự tha thứ của Chúa có nghĩa một số điều ở tại đây. Thứ nhất đó là có nghĩa là chúng ta bày tỏ sự tha thứ của mình bằng lời nói. Vấn đề không phải chỉ là đối xử với họ, đối xử tốt với họ, hay là mua cho họ một món quà, nhưng mà cái lời nói phải được nói ra để mang lại sự hoàn toàn, hoàn thành và kết thúc cho hành động tha thứ. Trong cái lớp huấn luyện cho những đôi bạn trẻ sắp bước vào hôn nhân, gọi là lớp chuẩn bị cho hôn nhân, thì có một cái bài học mà chúng tôi dạy và để vợ chồng có thể học tha thứ cho nhau khi có những bất hòa. Vì hai con người xa lạ, dù yêu nhau đó, nhưng mà sau đám cưới dọn vào sống chung trở nên một, thì chúng ta thấy rằng sẽ có những sự khác biệt. Những khác biệt đó sẽ đem lại những cái lúc mà không có đồng ý với nhau hoàn toàn. Mà khi có những bất hòa xảy ra thì mình phải biết cách để mình giải quyết nó. Một trong những cái cách để có thể giải quyết đó là phải hiểu cái tình cảm đã bị tổn thương ở chỗ nào. Và tôi hướng dẫn ở trong cái bài học đó là tôi sẽ ngồi làm người huấn luyện viên và cho hai bạn cãi lại với nhau cái câu chuyện mà họ đã cãi nhau gần nhất đó. Thì chúng ta thấy một điều đó là các bạn ban đầu nói rằng ô, không có gì quan trọng đâu mục sư. Nhưng một khi nhắc lại một cái câu chuyện thì chúng ta thấy tất cả những điều đó những gì nó sống lại. Và các bạn bắt đầu đặt những cái câu hỏi để tìm hiểu khi anh nói câu đó hay là khi em nói câu đó thì tình cảm của em bị tổn thương như thế này. Thì khi nói ra và người kia hiểu thì một trong những điều mà chúng tôi khuyến khích đó là hãy nhìn thẳng vào mắt nhau và nói rằng cái lời xin tha thứ được đón nhận và bạn được tha thứ, anh được tha thứ, em được tha thứ. Phải có một cái kết thúc để người ta có thể lật một trang sử mới để tiến lên. Bởi vì hôn lễ là một bức ảnh nhưng mà hôn nhân là một cuộn phim, nhiều bức ảnh như vậy được diễn ra một ngày, thì cần phải học và có một cái kỹ năng để tha thứ cho người phối ngẫu của mình. Vì trước sau gì cũng sẽ có những ngày bất đồng ý kiến, bất hòa. Điều đó có nghĩa là chúng ta từ chối đưa vấn đề ra trình bày lại với bên vi phạm. Tha thứ là như vậy. Điều này có nghĩa là không nhận xét công khai hoặc nhắc nhở một cách tinh tế, đặc biệt là khi chúng lại làm bạn thất vọng. Không có tuyên bố như là bạn lại đi đến cái chỗ đó rồi, bạn đã làm cái điều đó nữa rồi. Có nghĩa là chúng ta đối xử với bên vi phạm như thế nó chưa từng xảy ra. Như chúng ta đã học ở trong tuần rồi, Chúa muốn chúng ta tha thứ như cách Ngài tha thứ. Ngài tha thứ tội của chúng ta, Ngài đem sự vi phạm chúng ta xa chúng ta. Như phương Đông xa cách phương Tây bao nhiêu thì Chúa đem sự vi phạm chúng ta xa cách chúng ta bấy nhiêu. Nó có nghĩa là chúng ta từ chối nói chuyện với người khác về việc đó. Đã giải quyết xong rồi, lẽ ra ngay từ đầu chúng ta không nên nói với người khác về điều đó, trừ ra khi cuộc nói chuyện đang hướng về một giải pháp trung thực.
Những hành vi phạm tội sẽ không bao giờ xuất hiện trong cuộc trò chuyện của chúng ta nữa. Nếu những người khác đưa ra vấn đề đó, chúng ta nên đảm bảo rằng chúng ta cho họ biết rằng mọi việc đều ổn và đã tiến hành kết thúc cuộc trò chuyện. Thì chúng ta chôn nó luôn, đốt sổ nợ luôn, như cách mà Chúa ngài dạy. Điều đó cũng có nghĩa là chúng ta từ chối để tâm, để trí của mình vào sự xúc phạm đó. Chúng ta sẽ quay lại điểm này sau này khi chúng ta học một số những điều khác. Cảm ơn Chúa. Bây giờ chúng ta sang phần số 6. Làm thế nào để chúng ta có thể nhận được sự tha thứ của Chúa và tha thứ chính mình một cách hiệu quả? Chúng ta đã nói đến chúng ta nhận sự tha thứ từ Chúa, rồi chúng ta cho ra cái sự tha thứ đó cho những người lân cận. Nhưng có một nhân vật, có một người cần được tha thứ nữa, đó là chính mình. Vì nếu chúng ta không tha thứ cho chính mình, chúng ta để cho những hối tiếc, chúng ta để cho những điều chúng ta đã vấp ở trong quá khứ, nó sẽ tiếp tục làm khổ chúng ta. Tha thứ cho bản thân quan trọng cũng như tha thứ cho người khác. Ông Phaolô chỉ ra rằng để thắng cuộc đua đang chạy, chúng ta phải có khả năng quên đi một số điều. Và trong Philip chương 3 câu 12 cho đến câu số 15, ông đã chia sẻ cho chúng ta cái con đường và cái cách của ông rất là tuyệt vời. Chúng ta cùng suy nghĩ. Ấy không phải là tôi đã đoạt giải hoặc đã trở nên người toàn hảo rồi đâu, nhưng tôi đang theo đuổi để đoạt cho được, vì chính tôi đã được Đấng Christ đoạt lấy rồi. Thưa anh em, tôi không nghĩ rằng mình đã đoạt được rồi, nhưng tôi cứ làm một điều, quên đi những gì ở đằng sau, vươn tới những gì ở đằng trước. Tôi nhắm mục đích mà theo đuổi để đoạt giải về sự kêu gọi trên cao của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jesus. Vậy tất cả những người trưởng thành phải có ý nghĩ này. Còn nếu anh em nghĩ điều gì khác thì Đức Chúa Trời cũng sẽ bày tỏ cho anh em. Chúng ta đi đến chữ trưởng thành. Một người trưởng thành thì người này biết nhận cái sự tha thứ dồi dào của Đức Chúa Trời, rồi rời rộng tha thứ cho những người lân cận của mình, cũng như trưởng thành đủ để chúng ta tha thứ chính mình về những điều mình đã phạm ở trong quá khứ. Quên không phải là một khả năng bình thường của con người, trừ khi nó liên quan đến trách nhiệm. Theo từ điển thì định nghĩa cái từ quên theo nhiều cách. Quên là không thể nhớ lại một cái gì đó đã biết trước đây. Chúng ta quên hẳn, chúng ta quên mất. Để không nhớ, để không làm điều gì đó ngoài ý muốn hoặc là bỏ bê, để thất bại trong việc vượt qua sự lãng quên. Quên hẳn luôn, không còn nhớ đến nữa. Mất hứng thú hoặc quan tâm đến, để bỏ qua mục đích hay là coi thường. Quên cũng có nghĩa là không đề cập đến hoặc không nghĩ đến. Hai cái ý nghĩa cuối cùng ở đây phản ánh nhiều người, nhiều hơn những gì Phaolô đề cập đến khi ông hướng dẫn chúng ta hãy quên đi. Quên có nghĩa là chúng ta không còn nuôi dưỡng những điều nào đó ở trong tâm trí của mình nữa. Có một số điều mà chúng ta coi thường và không còn quan tâm đến, coi nó là đồ bỏ, coi nó là chuyện nhỏ, chúng ta không còn quan tâm đến nữa ở trong tâm trí của chúng ta. Có một số điều mà chúng ta không được để nó chi phối sự suy nghĩ và đời sống tư tưởng của chúng ta. Có một số điều mà chúng ta không nên tập trung chú ý hay là chúng ta nhìn chằm chằm vào nó. Có một số thứ mà chúng ta không được trồng trọt, tưới nước hoặc là phân bón nó, bởi vì nó sẽ lớn lên. Chúng ta nên không tưới nước, bỏ đói nó thì nó sẽ chết. Có những thứ nhất định phải chết đói vì thiếu chất dinh dưỡng, vì chúng ta không còn nuôi, chúng ta không còn dưỡng nó nữa. Quên liên quan đến kỷ luật của đời sống tư tưởng của một người. Chúng ta để ý đến đây khi Phaolô nói về sự quên đi những sự ở đằng sau. Ông làm như vậy trong bối cảnh của một vận động viên chạy đua. Để một vận động viên thành công thì cái người đó phải tập trung vào mục tiêu và không để cho tâm trí của mình bị chi phối bởi những thứ chỉ có thể ngăn trở, cản trở anh ta chạy đến mục đích một cách để đoạt giải. Anh ta không thể nghĩ về vị trí của các động viên khác, hoặc anh ta đã đi được bao xa, hoặc ai đang ở trên khán đài. Anh ấy không thể tập trung vào những gì vợ anh nói với anh tối đêm trước, hoặc anh ấy sẽ ăn gì cho bữa tối hôm nay. Anh ấy phải tập trung vào cuộc đua được đặt ra trước mắt anh.
Cảm ơn Chúa. Phaolô, chúng ta biết trong đời sống cá nhân của ông trước khi gặp Chúa, ông làm nhiều điều mà Phaolô nói rằng ông phải quên đi khi nói đến cuộc đua cá nhân của mình. Thứ nhất, cơ đốc nhân mà ông đã bắt bớ và đã xử họ cho đến chết. Như trong trường hợp của Ê-tiên mà chúng ta nói khi nãy, thì lời của Chúa nói rằng có một người trẻ Sau-lơ cầm giữ áo của Ê-tiên. Đây là hình ảnh của một người chủ mưu trong cuộc ném đá đó. Chắc chắn rằng Phaolô phải bỏ chuyện này ở phía sau để ông có thể tấn tới. Ông cũng đã thốt ra những lời phạm thượng chống lại Chúa. Như trong Timôthê thứ nhất chương 1 câu số 13: dù trước đây ta vốn là kẻ phạm thượng. Phạm thượng là những lời nói với bậc cao trọng hơn mình, là nói phạm thượng, bắt bớ, sắc láo. Nhưng ta đã nhận ơn thương xót, vì lúc ấy ta đã hành động một cách ngu muội do lòng vô tính. Không biết đó là tội lỗi của quá khứ. Cái lòng sốt sắng đối với Do Thái giáo của ông đã khiến ông bắt bớ tàn hại hội thánh của Chúa. Và điều này cần phải được bỏ lại phía sau để ông có thể tấn lên trong ơn của Chúa. Thứ ba, như chúng ta thấy việc ông hỗ trợ việc ném đá Ê-tiên. Thứ tư, các sứ đồ ở Jerusalem từ chối ông. Đây cũng có thể là một tổn thương mà Phaolô cũng phải bỏ lại phía sau. Bởi vì người ta chưa biết ông đã được Chúa bắt phục trên đường đến thành Đa-mách. Cho nên chúng ta thấy các sứ đồ cũng dè dặt với ông và không đón nhận ông như đáng phải đón nhận. Thứ năm là nhiều sự thất vọng, phản bội và đau lòng do những người ông phục vụ gây ra. Ông nói nguy ở trên sông, nguy trên bến với những anh em giả dối. Thì ông cũng phải bỏ những thứ đó lại phía sau để ông có thể tấn tới ở trong ơn của Chúa. Điều này có thể nói bất cứ điều nào trong số này đều có thể được Phaolô chăm sóc, nuôi dưỡng và có thể cản trở sự tiến bộ của ông trong việc ông đi theo Chúa và đạt được mục tiêu là Đức Chúa Giêsu Christ. Ông có thể bị ngăn cản và nó trở thành những cạm bẫy đối với ông khi ông nuôi những tư tưởng này, ông chăm sóc nó, ông vung xới nó. Nhưng mà chúng ta thấy Phaolô dùng hình ảnh là ông bỏ lại những điều đó ở phía sau để ông có thể vươn tới phía trước. Cảm ơn Chúa, ông đã đưa ra một sự lựa chọn có ý thức. Ông đã làm điều đó vì lợi ích của cuộc kêu gọi của ông, và không ai có thể làm điều đó cho ông. Chính ông phải quyết tâm làm công việc này. Quên cũng có nghĩa là chấp nhận thái độ của Joseph. Chúng ta còn nhớ Joseph ở trong Sáng Thế Ký chương 41 câu 50-52 cho chúng ta thấy ông đã chọn làm một công việc hết sức là đặc biệt. Xin Chúa cho để chúng ta cũng học theo gương của ông. Trước năm đói kém, Asnat, con gái của Phô-ti-phê-ra, thầy tế lễ thành Ôm, sinh cho Joseph hai con trai. Joseph đặt tên cho con đầu lòng là Manasseh và nói: Đức Chúa Trời đã làm cho ta quên đi mọi gian khổ và cả nhà cha ta. Ông quên đi mọi sự gian khổ, ông bị tù đày, ông bị bán làm nô lệ. Ông ở tù vì bà chủ vừa ăn cướp vừa la làng, khiến cho ông phải bị bỏ tù một cách hết sức là vô lý như vậy. Và các anh đối xử với ông rất tệ, cho nên Đức Chúa Trời đã làm cho ta quên đi mọi gian khổ và cả nhà của cha ta. Câu 52, ông đặt tên cho con thứ nhì là Ephraim và nói: Đức Chúa Trời làm cho ta được hưng thịnh trong xứ mà ta chịu nhiều khốn khổ. Hai đứa con Joseph đặt tên để nói lên cái quyết định của ông là quá khứ là chuyện của quá khứ. Vì Đức Chúa Trời có ban phước, vì Đức Chúa Trời có làm cho ông được hưng thịnh, cho nên ông chọn đặt tên cho con của mình. Và mỗi lần ông gọi tên của con của ông thì nhắc ông rằng đó là chuyện của quá khứ rồi. Có một chữ khác mà chúng ta thấy tại đây là cha vợ của Joseph ở tại đây, tên là Phô-ti-phê-ra. Đây nói cũng là một cái tên gần giống với lại Phô-ti-pha, là cái ông chủ mà được phước của Chúa đổ xuống vì Joseph đã ở trong nhà của ông. Ông lại sẵn lòng
mà chúng ta thấy rằng bỏ Joseph vào trong tù vì nghe lời vợ của mình. Joseph phải học cách quên đi sự cực nhọc của mình. Và cái từ ở đây được sử dụng cho việc cực nhọc, nó có nghĩa đen như sau, đó là lao động nặng nhọc đến kiệt sức. Nó là sản phẩm của một sự lao động quá sức của mình, khiến cho mệt mỏi, khó chịu và bực mình. Nó cũng có thể là một cái nỗi buồn, bực dọc ở trong đời sống của mình. Nỗi vất vả mà Joseph phải quên đi liên quan đến những kinh nghiệm tồi tệ, cũng như là sự phản bội. Có những lúc tưởng chừng như cả cuộc đời, cả thế giới này chống lại ông. Nhưng mà nhớ các anh của ông đã bán ông làm nô lệ. Đây là một cái hành động chúng ta thấy rằng nó tàn ác vô cùng. Em của mình, ruột thịt của mình, họ có thể bằng lòng bán cho những thương lái để mang em của mình đứng ở giữa chợ để người ta mua về như là một đồ vật để làm nô lệ cho họ. Không có sự tự do, không có một cái cuộc sống một cách bình thường như một con người. Trong thời đó, phải hai người nô lệ cộng lại mới bằng giá trị của một người tự do. Rồi vợ của Potiphar vu cáo ông. Rồi Potiphar, người mà ông trung thành phục vụ, đã tống ông vào ngục chung. Cái chữ ngục chung ở tại đây cũng là ngôn từ mà chúng ta thấy rằng ông không có một cái đặc ân nào hết. Ông được nhốt chung với những tù phạm khác, có thể là những kẻ giết người, có thể là những người rất là hung bạo. Ông có thể bị họ tấn công, ông bị tống vào trong ngục chung. Rồi chúng ta thấy cái người hầu rượu cho vua đã thất hứa với Joseph. Ông đã được Joseph nhắc là khi ông được phục hồi chức vụ của ông thì xin ông có những lời tốt đẹp cho Joseph. Joseph phải lớn lên từ những kinh nghiệm tiêu cực để rồi có thể trở nên phong phú dư dật và đầy phước hạnh trong đời sống của ông. Joseph đã tiến lên trong một tình huống. Ông không đổ lỗi cho Chúa hay người khác về hoàn cảnh của mình. Ông đã nhìn thấy bàn tay của Chúa trong hoàn cảnh của mình và tin rằng Chúa có mục đích cho cuộc đời của ông. Và thật như vậy, ông đã trở nên sinh hoa trái ở trên vùng đất đau khổ của mình. Và Chúa ngài đã ban phước trên đời sống của ông. Để chúng ta thấy chỉ qua đêm thôi, từ nhà tù, ông đã lên đến cung của vua, làm thủ tướng của nước Ai Cập, là đế quốc rất lớn trong thời bấy giờ. Và Joseph đặt tên cho các con của mình cho thấy công việc đã được hoàn thành. Ông như là viết lên những lời kết thúc của câu chuyện của ông về những ngày đau khổ. Đứa con đầu lòng của ông được đặt tên Manasseh, có nghĩa là quên đi. Đứa con thứ hai ông đặt tên là Ephraim, có nghĩa là kết quả gấp đôi. Khi gặp các anh của mình, ông có quyền để trả đũa thẳng tay đối với họ, nhưng không, ông không làm như vậy. Sáng thế ký 45 từ câu 1 cho đến câu số 8, cũng như trong 50 câu 15 cho đến câu số 20, ghi lại chúng ta cách Joseph đối xử với các anh của mình. Và nhất là Sáng thế ký chương 50 câu 19 đến câu số 20, chúng ta lắng nghe điều mà Joseph nói lên, việc ông đã hoàn tất sự tha thứ và ông đã nhận biết khi tất cả những việc diễn ra cho ông là có mục đích. Joseph nói với họ: các anh đừng sợ, tôi thay thế cho Đức Chúa Trời được sao? Chuyện tha thứ hay là trừng phạt các anh, đó là việc của Đức Chúa Trời. Tôi không đóng vai Đức Chúa Trời. Câu 20: các anh định hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời lại định cho nó thành điều lành để thực hiện việc đang xảy ra hôm nay, tức là bảo tồn sự sống cho bao nhiêu người. Ông nhìn thấy những đau khổ của ông, như là Chúa sai ông trước đi qua xứ Ai Cập, để tại đó ông được cất nhắc lên vị trí để làm thủ tướng của nước Ai Cập. 7 năm được mùa đã thu mua lúa thóc, đưa vào chứa ở trong các vựa lẫm. Để 7 năm thất mùa, ông mở kho lúa ra để bán, để cứu đói, không phải chỉ cho những người Ai Cập nhưng mà dân của các xứ lân cận. Trong đó có gia đình của Israel tương lai đang nằm trọn ở trong gia đình của Jacob và các anh của ông. Thì ông nhận biết một điều, đó là Đức Chúa Trời định cho nó thành điều lành để thực hiện việc đang xảy ra hôm nay.
vì các anh đang đi qua để mua lúa về ăn và để bảo tồn sự sống cho bao nhiêu người. Ông kể những người mà bởi vì ơn của ông đã giải nghĩa được điểm chiêm bao cho vua Pharaoh mà họ đã thu mua lúa thóc để cứu đói. Nhiều người không chết ở trong cái trận đói của 7 năm thất mùa đó, vì vị trí của ông đã đến xứ Ai Cập. Thật là tuyệt vời để chúng ta thấy Joseph kinh nghiệm được tha thứ chính mình và tha thứ cho các anh của mình. Cuối cùng thứ bảy, kết quả của sự tha thứ là gì? Sự tha thứ được trao và nhận, nó mang lại một số cái kết quả tuyệt vời. Những kết quả này bao gồm thứ nhất là cái sự biện minh. Như trong Công vụ chương 13 từ câu 38 đến 39, nói cách khác chúng ta được xưng công bình ở trước mặt Đức Chúa Trời và loài người. Chúng ta có thể tiếp tục như thế không có gì xảy ra. Cảm ơn Chúa. Thứ hai là chúng ta được làm sạch lương tâm. Như Quân Đầu Tô thứ nhì chương 7 câu số 11, nói cách khác chúng ta có thể được chữa lành từ bên trong và quá khứ không cần để lại dấu ấn ở trong đời sống của chúng ta. Thứ ba, nó đem lại niềm vui. Như Thi Thiên 51 câu số 12, điều này có nghĩa là thay vì cay đắng thì có thể có niềm vui, niềm vui của sự cứu rỗi của chúng ta trở lại. Cảm ơn Chúa. Thứ tư, đó là sự phục hồi. Ở trong Công vụ chương 3 câu số 19, điều có nghĩa là mối quan hệ của chúng ta với Chúa và mối quan hệ của chúng ta với những người khác được khôi phục trở lại như trước khi phạm tội. Cảm ơn Chúa. Và thứ năm, nói lên tình yêu dành cho Đức Chúa Trời. Đây phải là điều mà xin Chúa cho để chúng ta bày tỏ, vì chúng ta biết mình đã được tha thứ nhiều. Ở trong Luca chương 7 câu 36 cho đến câu số 48 rồi chúng ta chấm dứt. Một người Pharisee mời Đức Chúa Giêsu dùng bữa với mình. Nghe vào nhà của người Pharisee ấy và ngồi vào bàn. Có một người đàn bà tội lỗi ở thành đó, nghe nói Ngài đang ngồi ăn tại nhà của người Pharisee, nên đem đến một bình bằng ngọc đựng đầy dầu thơm. Nàng đứng đằng sau nơi chân Đức Giêsu mà khóc, nước mắt thấm ướt cả chân của Ngài. Rồi nàng lấy tóc của mình lao, hôn chân Ngài và xức dầu thơm lên. Người Pharisee đã mời Ngài thấy vậy thầm nghĩ, nếu người này thật là nhà tiên tri, chắc đã biết người đàn bà chạm đến mình là ai, thuộc hạng người nào, vì nàng là kẻ tội lỗi. Đức Chúa Giêsu phán với ông, hỏi Simon, ta có vài lời nói với người. Ông thưa, xin thầy cứ nói. Ngài phán, một chủ nợ có hai con nợ. Một người nợ 500 denier, người kia nợ 50. Vì hai người đều không có gì để trả, nên chủ nợ tha cho cả hai. Vậy trong hai người đó, ai thương chủ nợ hơn? Simon thưa, tôi nghĩ là người mà chủ đã tha nhiều nợ hơn. Đức Chúa Giêsu phán, người nhận xét đúng lắm. Ngài quay lại phía người đàn bà và phán với Simon, ngươi thấy người đàn bà này không? Ta vào nhà của ngươi, ngươi không cho nước để rửa chân, nhưng mà chị ấy đã lấy nước mắt thấm ướt chân ta, rồi lấy tóc mình mà lao. Ngươi không hôn ta, nhưng từ khi ta vào nhà của ngươi, chị ấy luôn hôn chân của ta. Ngươi không xức dầu cho đầu ta, nhưng chị ấy lấy dầu thơm xức chân cho ta. Vì thế ta bảo ngươi, tội lỗi của người đàn bà này nhiều lắm, nhưng đã được tha hết, nên chị ấy yêu mến nhiều. Còn người được tha ít thì yêu mến ít. Rồi Ngài phán với người đàn bà, tội lỗi con đã được tha. Anh chị em thân mến yêu dấu của tôi, không có tội lỗi nào nặng nề và lặp lại nhiều lần đến mức không thể tha thứ được. Lời khuyên của Chúa Giêsu về việc tha thứ 70 lần 7 nó phản ánh tấm lòng của Đức Chúa Trời khi nói đến sự tha thứ. Sự tha thứ của Đức Chúa Trời mở rộng cho những điều như là phá thai, như là ly dị, như là đồng tính luyến ái, ngoại tình, gian dâm, trộm cắp, lạm dụng trẻ em, thất bại trong kinh doanh, thất bại trong việc nuôi dạy con cái và thất bại ở trong chức vụ. Phaolô nhắc nhở các đồng nhân ở tại thành Corinto rằng tất cả họ đều xuất thân từ những hoàn cảnh khó khăn. Ông dùng cụm từ, trước đây anh em có đôi người như vậy. Ông muốn nhắc đến cái quá khứ của họ để kêu gọi họ nhớ đến một điều Chúa đã tha thứ
Bây giờ thì chúng ta cũng phải hiểu và giúp đỡ cho những tội nhân để họ có thể kinh nghiệm sự tha thứ của Chúa. Chúa Giêsu nhắc chúng ta rằng ai được tha nhiều thì yêu mến nhiều. Như Luca chương 7 câu 47. Ai được tha nhiều thì yêu mến nhiều. Anh chị em có nhận biết mình được Chúa tha thứ nhiều không? Tôi không biết anh chị em như thế nào, nhưng mà cá nhân tôi nhìn lại, nếu nghĩ đến những tội mình đã phạm, những việc mình đã làm trước khi thật sự gặp Chúa, thì biết rằng Chúa đã tha thứ quá nhiều. Và ngày nào tôi còn để cái bức ảnh của sự tha thứ dư dật dồi dào của Đức Chúa Trời ngay ở trong tâm trí của tôi, thì nó sẽ giúp cho tôi cân nhắc và quyết định một cách nhanh chóng để tha thứ cho những người xúc phạm và làm cho mình đau khổ. Để đi đến kết luận, hãy cầu nguyện cho những người vẫn còn ở trong tù, là những người cố chấp, là những người đã được Chúa tha thứ món nợ quá lớn, gấp bao nhiêu ngàn lần so với lại việc của những người lân cận thiếu nợ mình 100 denier so với lại 10.000 ta lân. Những người cố chấp đó họ vẫn còn ở trong tù, chúng ta cần giúp đỡ cho họ để họ có thể giải quyết được, để họ có thể kinh nghiệm sự đắc thắng trong đời sống. Hãy hướng dẫn họ thông qua các điều kiện của sự tha thứ mà chúng ta đã được nhắc nhở ở trong bài này, rồi rao báo tự do và ân xá cho họ. Bởi vì đó là ý muốn của Đức Chúa Trời. Ngài là đấng toàn năng, biết hết tất cả mọi sự. Ngài biết mọi việc xảy ra trên trần gian này, Ngài biết mọi việc xảy ra trong cuộc đời của chúng ta. Chúa chọn tha thứ chúng ta một cách dồi dào, bởi vì Ngài yêu chúng ta. Bởi vì những gì Đức Chúa Giêsu Ngài đã trả giá cho chúng ta. Bây giờ phần của chúng ta là những người đã thọ ơn Chúa, đã biết ơn Chúa, đã nhận ơn của Ngài. Xin Chúa cho chúng ta biết tha thứ chính mình và tha thứ cho những người lân cận, để chúng ta có thể kinh nghiệm sự đắc thắng, được sự tự do, để chúng ta là người đi và giải phóng những người khác, hơn là chúng ta phải được giải phóng vì chúng ta đang ở tù, trong cái tù của sự cố chấp, không tha thứ mà mình đã tự tạo nên. Xin Chúa ban phước. Cái bài học này, tôi khuyến khích anh chị em tải dàn bài của phần 1 và phần 2 xuống, mà nghe đi nghe lại bài học này. Thì tôi tin rằng đây là một cái bài học, nó là chìa khóa cho sự phục hưng của cá nhân, của hội thánh, của gia đình. Bao nhiêu nước mắt không cần thiết sẽ chấm dứt, và chúng ta thấy niềm vui sẽ trở lại. Con tim của chúng ta lại vui trở lại. Đời sống của chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự vui mừng ở trong sự tha thứ của Chúa, để rồi chúng ta lại vui sống ở trong ơn của Ngài. Và nhất là chúng ta tước vũ khí cho kẻ kiện cáo anh em là Satan, vì nó có thể lấy những chuyện chúng ta cố chấp, không tha thứ, những chuyện cay đắng của chúng ta, mà nó có thể tấn công và khiến cho chúng ta mất sức, khiến chúng ta không dám đối diện với nó và trị nó. Nhưng khi chúng ta đắc thắng, đắc thắng ở bên trong, chúng ta mới đem sự đắc thắng ra để bày tỏ ra bên ngoài, và đắc thắng bên cho thế giới của chúng ta. Cảm ơn Chúa, xin Chúa ban phước đến anh chị em, để qua bài học này chúng ta sẽ nắm bắt chìa khóa này để đem lại sự phục hồi cho hôn nhân của chúng ta. Nếu trong những ngày qua khi vợ chồng có những cái bất hòa mà đã không nói chuyện với nhau, tìm cách lờ đi, nhưng nó vẫn còn đó trong nhiều ngày tháng qua, hãy trở lại giảng hòa với Chúa, với nhau, để chúng ta có thể kinh nghiệm được phước hạnh của Chúa trong ơn của Ngài. Hãy nắm bắt chìa khóa giữa cha mẹ với con cái với cha mẹ, chủ và tớ, và công việc liên quan đến trong đời sống của chúng ta, chúng ta với các anh chị em trong hội thánh. Phía bên kia của việc chúng ta đón nhận và rời rộng ban cho sự tha thứ từ nơi Đức Chúa Trời là cái kết quả của sự tươi mới, của sự tự do, của sự phục hưng mà chúng ta đang ao ước. Cảm ơn Chúa cho tôi được cầu nguyện cho anh chị em trước khi chúng ta chấm dứt. Cho kính yêu chúng con ta ở Ngài để phước hạnh vô cùng khi Chúa Ngài đã đối xử với chúng con một cách hết sức là tràn đầy tình yêu thương của Ngài.
Ngài tha cho chúng con trọn vẹn tất cả những tội lỗi chúng con đã phạm ở trước mặt Ngài. Cảm ơn Chúa, Ngài không kể gian ác của chúng con nữa, Ngài không nhớ đến gian ác của chúng con nữa, Ngài ném xa nó khỏi chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Là Chúa xin nhắc nhở hết thảy chúng con, các anh chị em chúng con trong thời gian này, để chúng con có thể đón nhận sự tha thứ của Chúa, trân quý sự tha thứ của Chúa, trân quý tấm lòng nhân từ thương xót của Chúa, để chúng con có sức, có đức tin, để chúng con có thể tha thứ cho những người vi phạm chúng con. Xin cũng giúp đỡ để chúng con có thể tha thứ chính mình cho những công việc chúng con đã từng phạm ở trong quá khứ, để chúng con có thể tiến lên, chúng con có thể kinh nghiệm được sự tươi mới trong ơn của Ngài. Chúng con tạ ơn Chúa, chúng con biết ơn Chúa vì bài học quý báu này, vì sự dạy dỗ của Ngài. Chúng con đón nhận bên lòng biết ơn Ngài, tạ ơn Chúa, và con cầu nguyện cho hết thảy mỗi chúng con đều có thể thực hành được chân lý qua lời của Chúa trong ngày hôm nay. Nó khác thường, nó không giống như đời này, vì nó đến từ Đức Chúa Trời. Cho nên chúng con đón nhận sự khôn ngoan và kế hoạch của Chúa, để chúng con có thể phục hồi các quan hệ xung quanh chúng con, và chúng con luôn luôn có thể kinh nghiệm được sự tha thứ dồi dào của Chúa. Cảm ơn Chúa vì chúng con hết lòng cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Cảm ơn Chúa cho ban phước trên anh chị em. Hẹn gặp lại anh chị em trong các buổi học kế tiếp của chúng ta. Hãy cầu nguyện cho nhau để chúng ta cứ tiếp tục nhận được những sứ điệp, những bài học từ nơi Chúa, để chúng ta được trang bị cho trường mục vụ của chúng ta, cứ tiếp tục tấn tới trong ơn của Chúa, để trang bị nhiều người trở nên một khí cụ hữu dụng ở trong tay của Chúa. Chúc bình an. Shalom. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.